quý vị và các bạn, đối với những học sinh trường tiểu học Hướng Phùng ở huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, lễ khai giảng năm học mới là một trong những sự kiện đặc biệt. Và năm nay, buổi lễ khai giảng càng đặc biệt hơn khi công trình cột mốc chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa được khánh thành ngay tại ngôi trường này. Đây là cơ hội để các em được đến gần và hiểu hơn về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong không khí hào hức, rạo rực của ngày khai trường, buổi lễ khánh thành cột mốc chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa diễn ra trang nghiêm và ý nghĩa. Trường đóng ở địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nên cột mốc không được làm bằng chất liệu đắt tiền. Song với hơn 600 học sinh của tiểu học Hướng Phùng, thì cột mốc Trường Sa, Hoàng Sa được dựng lên có ý nghĩa hết sức thiêng liêng. Cột mốc chủ quyền tại trường hôm nay có ý nghĩa rất sâu sắc, luôn nhắc nhở các thế hệ học sinh hướng về Tổ quốc. Ngay sân sau của trường, mô hình bảo đội Việt Nam được dựng lên khá công phu và ấn tượng. Để kịp cho lễ khai giảng năm học mới, trong những tháng hè, thầy cô của trường đã được huy động để dựng bảo đội Việt Nam với chất liệu chính là đá cuội được đưa về từ khe suối. Không cầu kỳ, không mất nhiều kinh phí, tất cả được dựng lên bằng tình yêu dành cho biển đảo, bằng niềm tự hào với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nó còn thể hiện rằng trong mỗi trái tim của thầy và trò nhà trường luôn có hình ảnh của những chiến sĩ Trường Sa, của những ngư dân Trường Sa ngày đêm bám biển, canh giữ biển trời cho Tổ quốc, cho quê hương. Không chỉ góp phần đưa các em đến gần hơn với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, công trình được khánh thành đầu năm học mới còn tạo ra môi trường thân thiện, giúp các em có những buổi học ngoại khóa bổ ích, hăng say đến trường, để với chân trời tri thức rộng lớn.